Đây, mình quay cho mọi người xem thêm một lần nữa này. Đó, xem mình mới làm xong. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình vừa xong phía trước. Bây giờ mình chuyển qua làm ở phía sau, gắn cái càng sau lên. Thì lúc nãy mình mới tháo được cái bumper bar ở trên này ra rồi. Bây giờ mình phải tháo cái này ra nữa, xong rồi gắn nguyên một cái càng sau vào. Đó. Thì muốn quay video update cho mọi người xem một ít. Thì đây là cái càng sau này. Bây giờ mình sẽ phải nhờ vợ mình giúp mình là tháo những cái sensor này ra này, rồi tháo nguyên cái đường dây điện này ra. Đó. Xong cái vợ mình sẽ gắn những cái đồ này vào trong cái càng sau á. Để một hồi mình tháo cái kia xong á là quay lại cái là mình thấy nguyên cái càng mới vào. Đó. Lần này làm xe á thì mình phải cảm ơn rất lớn tới vợ mình. Tại vì nếu mà không có vợ mình á thì mình không thể hoàn thành được và cũng không thể làm được luôn. Nhờ vợ mình là giúp đỡ rất là nhiều. Chui gầm xe mình là chuyện nhỏ. Mình cho mọi người xem. Mình mới tháo cả cái bumper bar ở sau xong. Đó. Nó cũng không khó lắm. Vài con vịt thôi, vài con ốc thôi. Nhưng mà để làm cho dễ á thì mình đã tháo cái lốp xe cua xuống. Rồi mình ở dưới này mình có cái thùng nước dưới gầm xe nữa. Thì mình tháo xuống luôn để cho nó thoáng này, mình dễ làm. Đó, thì ngày xưa lúc mà mình gắn cái thùng nước á, mình chưa giới thiệu cho mọi người xem. Đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem luôn. Tại cái thùng nước này á là được sản xuất ở Úc. Đó, thì không biết ở Việt Nam có hàng không. Đây, đây là cái thùng nước dưới gầm xe của mình. Là cái vị trí này á là cái vị trí chết, họ người ta hay gọi vậy, là không làm được cái, không làm được gì ở những cái vị trí đó hết á. Thì ở bên đây á người ta tạo thành cái thùng nước này, dung tích là 25 lít. Đó, thì đây là đường dây này. Đó. Thì gắn dưới gầm xe á, thì tiết kiệm được chỗ này, mang được nước này. Thì nước này á mình dùng để lúc mà mình đi cắm trại á, đi câu cá á, thì mình dùng để rửa tay. Đó, hoặc tắm rửa gì cũng được hết, rửa tay và rửa bát là mục đích mình sử dụng là như vậy. Đây, cái này là cái càng sau của mình. Thì bây giờ vợ mình đang giúp mình là gắn những cái sensor vào, xong rồi xong xuôi là mình sẽ gắn lên xe. Đó, mọi người thấy cái đệm chân này hôm trước mình sơn Raptor màu đỏ đẹp không? Đó, mình sơn như vậy cho nó đẹp chứ bước lên bước xuống là nhanh trước lắm. Đó, nhưng mà phải giữ gìn cẩn thận, nhưng mà nhìn là rất là đẹp, mình rất là happy luôn. Đó, nó nổi đó mọi người. Đây, bây giờ mình mới gắn xong cái càng ở sau lên. Cái này nó nặng cho nên là có hai người làm ấy, mất khá nhiều thời gian, nhưng mà cuối cùng nó cũng được lên à. Wow, lúc này để mà vặn được cái vít đầu tiên vào le lưỡi mọi người ạ. Nếu mà ba người, hai người nâng hai bên có một người bỏ vít á thì rất là dễ, nhưng mà cái này chỉ có mình với vợ mình đó, cho nên là phải chịu, phải cố gắng kiếm cách để mà gắn lên được. Đó, nhưng mà cuối cùng cũng lên được. Để có gì bây giờ tội ngay rồi, để ngày mai mình rửa xe của mình xong rồi mình quay lại clip cho mọi người xem nhá. Có lẽ đây là coi như là hoàn thành cái lần đổ xe này của mình. Đó, tụi mình rất là vui, tụi mình tự làm ở nhà được, tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Thì hôm nay á mình sẽ thay cả cái đèn hậu này, thay cái đèn khác đẹp hơn. Đấy, cái đèn của hàng này thì nó không được đẹp bằng. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo cái đèn này ra
thảo đen ở bên kia ra, xong thay cái mới vào. Cái mới á thì nó vừa về này, đang có 5 cái trong hộp này, mình cho mọi người xem này. Đó, đẹp chưa? Mà cái loại này là loại smoke á, là nó kiểu khói ấy, cho nên đen đen là đẹp lắm. Rồi, để bây giờ mình tháo ra xong mình thay cái mới vào đây quay cho mọi người xem nhá. Đây, tháo cái đen này thì dễ lắm, chỉ có 2 con ốc thôi, một con ở đây, một con ở đây. Tháo nó ra thì là giật cái đen thì là nó ra. Giật thẳng là nó ra nha mọi người. Đó. Đây, cái dây của cái đèn thâu á, thì là ở phía trên là đi xuống dưới này nè. Đó, nó đi qua bên này nè. Để mình cho các bạn xem. Nó hơi khó thấy, tại vì mình có cái thùng nước đường dưới xe. Đây này, đây phía ngón tay của mình này. Đó, thì tháo cái này ra là được, xong đi cái dây đèn mới vào đây là được. Ok, để bây giờ mình tháo nha. Đây, đây là cái dây mà lúc nãy mình mới tháo ra, nó nằm ở trên này này, đây này, đó. Mà tại mình có cái thùng nước ở dưới xe nữa này, cho nên là khó tháo ra hơn tí, nhưng vẫn tháo được. Đó, bây giờ luôn cái dây này lên trên kia xong là thay cái mới vào là xong một bên. Đây, đây là cái đèn mới của mình này. Bây giờ mình sẽ cho dây vào trước. Chui xuống dưới này để nối cái dây vào. Rồi mình mới gắn dây xong rồi. Bây giờ mình sẽ gắn lại này. Đó, cho dây vào trong đây cho gọn. Đó, xong cái lấy này thì các bạn chỉ cần đẩy thẳng vào thôi. Ok. Bên này bạn bịt lại là được. Đó, thấy đẹp chưa? So với đèn cũ này. Đấy, nhìn là khác hẳn liền. Rồi, bây giờ mình thay nốt phân còn lại. Thì mở phía bên này ra này. Cùng hai vít, một cái ở đây, cái ở đây. Đó. Tháo xong rồi bắt đầu mình kéo thẳng ra.
thân kêu nó gai cái lạy mất công. Đấy. Đó. Lâu ngày bụi bẩn là hơi cứng. Rồi mình để tạm ở đây. Để bây giờ mình tháo cái dây điện. Này, khi mà các bạn muốn tháo cái dây điện á, thì trong này nó có móc mấy cái dây vào trong cái xe này, thì mình tháo ra, mình dùng đồ mình tháo ra, đó, cày này ra, để lúc cái dây điện ra là nó đi một đường luôn. À, bây giờ mình chui xuống gầm. Hôm nay nắng quá. Bình thường như xe khác mà không có cái thùng nước ở dưới này á, thì tháo ra dễ lắm. Nhưng mà xe mình bị cấm cái thùng nước á, tại tụi mình muốn tiết kiệm chỗ á. Đó, cho nên là nó không nhìn thấy thì khó tháo. Đấy, nhưng mà không sao. Đây là cái đèn cũ tháo ra rồi. Đó, làm cái này nó cũng dễ lắm, nhưng mà tăng cái độ thẩm mỹ cho xe rất là. Làm cái này thì lúc tháo cái đèn cũ ra nó có nó bị bụi nhiều. Cho nên các bạn cẩn thận thì lấy cái khăn ướt á để có gì lau tay cho nó sạch. Chứ không thì sửa cái đèn mới. Thì cái loại đèn này là vừa gắn được cho xe của mình mà vừa gắn được cho cái dòng xe Raptor mới. Thì nó có hai cái cổng này. Đó, thì mình lấy băng dán á. Mình dán lại cái cổng của xe Raptor. Tại vì mình không sai, dán như vậy cho nó sạch. Bụi nó khỏi bay vào. Tại mình không sai tới. Đó, như vậy là xong. Rồi. Luôn dây xuống. Rồi bây giờ chui xuống dưới gầm tiếp. Để nối dây vào. Phải cho nó vào cái khớp nha. Xong kiểm tra nó có tuột nó nha. Rồi chắc chắn rồi. Ok. Rồi xong. Bây giờ mình lấy cái cable tie để buộc lại. Rồi, giờ cho cái đèn mới vào. Cho dây vào đây cho gọn. Để thẳng vào. Đó. Rồi. Mấy cái vít này nếu mà các bạn vặn bằng máy này thì nhẹ tay nha, chứ không là nó gãy á. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ nổ máy để thử tất cả các đèn xem nó hoạt động không nha. Để mình quay cho các bạn xem. Đó.
Đó, đèn là lên rồi này, không biết mọi người thấy chưa. Đây, đây là đèn mà đi buổi tối là hiện lên rồi này. Rồi bây giờ mình thử đạp chân phanh nha. Đó, đèn thẳng lên rồi này. Rồi, bây giờ mình thử xi nhan bên phải này. Chắc đẹp chưa? Đèn xi nhan đẹp mọi người. Đó, mế. Được chưa? Rồi, bây giờ mình đạp chân thẳng xong rồi mình thử cho qua cái số lùi này. Đó, đèn lùi lên rồi này. Chưa? Yeah. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình quay qua mình thử xi nhan phía bên phải nhá. Đó, quá đẹp. Đấy, thay hai cái đèn sau nó chỉ như vậy thôi. Mình đang làm xe mẹ mình tới chơi này. Trời ơi, bất ngờ chưa? Mẹ mình tới thăm mình mà không bảo trước luôn. Đấy. Ok các bạn, để có gì mình làm tiếp mình cho các bạn xem nha. Mình mới gắn được cái anten cho cái hệ thống radio của mình. Đó, mới gắn thử cái grill cho cái xe. Thì thấy nó rất là hợp lý rồi, đẹp rồi. Đó. Mới luôn được cái dây của anten đi vào trong xe này. Đây, dây như thế này này. Đó. Bây giờ thì phải chế cái bộ để mà giữ cái grill này lại. À, cho nó chắc. Nhưng mà nhìn chung là rất là đẹp rồi, mê rồi. Đây. Đây, bây giờ mình làm tiếp đây. Đây, xin giới thiệu với mọi người cái project Hellboy của mình vừa mới hoàn thành. À, đẹp chưa? Mình thay đèn này, mình gặt cái bu ba này, gắn radio này, thay cái càng này. Mê chưa? Đấy, đây là phía trước nha. Đây, còn bên hông á là mình gắn mấy cái ốp cửa này để cho nó đỡ xước này. À, còn phía sau mình mới thay hai cái đèn ở sau này. À, để lúc nào dọn dẹp lại một lần nữa xong rồi mình sẽ quay thêm cho mọi người xem nha. Đó, đấy vừa làm xong cho nên là quay qua cho mọi người xem toàn cảnh. Mình quay cho mọi người xem này, là cái bộ radio của mình là mới lắp xong. Thì đây là cái dây anten á, từ trước cái bu ba mình đã luồn dây vào ở trong này rồi. Đó, thì nối vào cái cục này. Cái cục radio này rất là tiện luôn, là nhỏ gọn cho mình dễ sắp đặt cái chỗ. Đây, còn đây là cái dây nguồn có cầu chì của nó đây, thì mình đã nối vào cái dây của cái bộ cầu chì ở trên này rồi. Tất cả mọi thứ đều an toàn đó. Chút nữa mình gắn xong mình chỉ cần nối cái này vào là có thể sử dụng radio ở trên này luôn, điều khiển tất cả mọi thứ ở đây rất là tiện luôn. Đó, những cái radio mà thế hệ cũ á là phải điều khiển ở cái bộ head unit này của nó. Còn cái loại mới này thì trên cái điều khiển này là mình có thể chỉnh sửa ở trên này luôn. Đó, rất là tiện. Đây, cái hàng này, Xiaomi. Radio mình đã lắp xong rồi. À, mình để như thế này. Cho là tiện. Hey, hợp lý chưa? Quá gọn gàng luôn. Vậy giờ là mình giấu hết rồi. Đó. Đây, mình quay cho mọi người xem thêm một lần nữa này. Đó, xem mình mới làm xong. We'll be right back.
sau khi đồ xe mà đẹp đẽ xong á, thì đây cũng là lúc mà tụi mình phải bán xe. Thì đây là cái ngày mà người ta tới pick up cái xe của mình này. Đó. Hôm nay mình rất là buồn luôn. Nhưng mà thôi kệ. Mong là những thứ khác tốt đẹp hơn sẽ đến với tụi mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Buồn quá.